Người tu chứng không phân biệt người xuất gia hay tại gia. Người đời thường có quan niệm cho rằng người xuất gia mới tu chứng thánh quả A-la-hán, mới thành Phật, còn người tại gia thì không bao giờ tu chứng được. Đối với Đạo Phật, những quan niệm này sai lầm. Đạo Phật không phân biệt người xuất gia hay tại gia, mà chỉ dành cho những người có quyết tâm tìm tu giải thoát để thoát ra khỏi biển khổ sanh tử luân hồi. Nhưng điều quan trọng trong sự tu tập này là phải thấu rõ giáo pháp của Đức Phật là thiện pháp, là đức hạnh cao quý của loài người và của thánh nhân. Nên muốn tu tập là phải luôn luôn khắc phục tâm, chế ngự tâm, dẫn tâm và làm chủ tâm mình để biết sống trọn vẹn trong những hành động đạo đức nhân bản, nhân quả, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Muốn được vậy thì người tu tập phải nhiệt tâm tinh cần sống một đời sống đạo đức toàn thiện. Người sống được một đời sống như vậy là người chứng đạo, chứ không phải chứng đạo ở chiếc áo cà sa và chiếc đầu cạo trọc. Người tu sĩ Phật giáo tu tập giới luật không nghiêm túc, thường phạm giới, phá giới, tức là không ly dục, ly ác pháp, thì được xem là một cư sĩ trọc đầu. Cho nên Đức Phật đã xác định điều này qua hai câu kệ dưới đây rất rõ ràng. Ta gọi người trưởng lão, chưa hẳn đã xuất gia. Đây là lời Đức Phật dạy, chắc quý vị cư sĩ không còn nghi ngờ gì nữa, cũng không e ngại và cũng không mặc cảm với chiếc áo cư sĩ của mình sẽ không tu chứng. Hãy luôn luôn tin chắc rằng mình sẽ tu chứng quả giải thoát, không thua tu sĩ. Bởi tu chứng theo đạo Phật không có gì khó khăn, chỉ có biết sống đúng đời sống đạo đức nhân bản, nhân quả, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh như trên đã nói, thì dù là người xuất gia hay tại gia cũng đều chứng đạo như nhau cả. Nếu không ngăn ác, diệt ác pháp thì người xuất gia cũng như người tại gia không thể nào sống đúng đạo đức nhân bản, nhân quả này được. Không sống đúng đạo đức nhân bản, nhân quả này thì chẳng bao giờ chứng đạo, dù có tu pháp môn nào cũng chẳng có giải thoát. Xin quý vị lưu ý lời dạy này. Một vị tu sĩ của đạo Phật tu chứng đạo rất dễ nhận xét, đó là người nào ly dục ly ác pháp, sống đúng giới luật, tức là sống đúng đạo đức nhân bản, nhân quả, không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Chính những người ấy đã chứng đạo, hay nói cách khác là người ấy sống thường tư duy, suy xét lại tâm mình có lỗi thì ngăn chừa, cho nên không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào. Người sống không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào là người chứng đạo, có phải vậy không quý vị? Chứng đạo đâu có nghĩa là kiến tánh thành Phật, chứng đạo đâu có nghĩa là phải có thần thông, phép thuật tàng hình, kêu mây gọi gió, biết chuyện quá khứ vị lai của mọi người, vân vân. Chứng đạo đâu phải ngồi thiền 5-7 ngày, 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm, vân vân. Chứng đạo chỉ là tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ quý vị ạ. À. Từ xưa đến nay, người ta cứ nghĩ rằng người tu chứng đạo là người phải siêu diệt, phải có đầy đủ thần thông, phép thuật, phải có hào quang, ánh sáng chói lọi khắp bầu trời, vân vân. Chứ người ta đâu nghĩ rằng người tu chứng đạo chỉ là người sống trọn vẹn đầy đủ đạo đức làm người, không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ tất cả chúng sanh. Đó là đạo Phật, đạo giải thoát sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi. Đây mới thật sự là giải thoát, mới thật sự là đạo từ bi, mới thật sự là đạo trí tuệ, mới thật sự là đạo bất động tâm. Còn những loại pháp môn khác chuyên tụng kinh niệm Phật, sám hối, ngồi thiền, niệm chú bắt ấn, cầu an, cầu siêu, thần thông, phép thuật, biết chuyện quá khứ, vị lai, xem sao, đoán vận mạng, xem ngày giờ tốt xấu, cất nhà, dựng vợ, gả chồng, vân vân, toàn là những pháp môn lừa đảo, lường gạt người, mua danh bán lợi, buôn Phật bán pháp. Cho nên Đức Phật gọi đó là những trò ảo thuật lừa bịp, gian xảo của những ma dương ba tuần, của quỷ la sát, vân vân. Để mọi người thấy rõ giáo pháp của Đức Phật hơn, bằng hai câu kệ dưới đây, Ngài đã xác định cho mọi người biết rõ để khỏi lầm lạc tà pháp của ngoại đạo. Tu gốc nghiệp lành này, phân biệt ở chánh hạnh. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh, thì đó không phải là gốc thiện sao? Câu kệ thứ hai chỉ cho chúng ta thấy rõ hơn. Nếu muốn biết người tu chứng đạo, thì hãy nhìn vào đạo đức của họ, phân biệt ở chánh hạnh. Phân biệt ở chánh hạnh, quý vị thấy khó khó không? Chánh hạnh là gì? Chánh hạnh là những hành động đoan chánh ngay thẳng, thấy sai nói sai, thấy đúng nói đúng, thấy của Phật nói của Phật, thấy của Đại Thừa nói của Đại Thừa, chứ không nịnh bợ a dua hay thấy sai mà không dám nói sai, thấy của Đại Thừa lại nói là của Phật.
Đối với Phật giáo, đó là tà hạnh hèn nhát, không phải chánh hạnh. Từ xưa đến nay, chúng ta thường bị các pháp môn ngoại đạo lừa đảo, nào là có thế giới siêu hình, nào là ông thánh này bà chúa kia ban phước giáng họa, nào là thiên đàng cực lạc niết bàn, nào là địa ngục diêm vương quỷ sứ ngu đầu mã diện, ngọc hoàng thượng đế, thánh thần tiên Phật, tà ma quỷ quái đủ loại, vân vân. Nào là ngồi thiền nhập định, nào là để lại nhục thân, nào là tái sanh luân hồi biết chuyện tiền kiếp của mình, nào là đại ngã tiểu ngã, nào là bản thể dạng hữu, nào là có đấng tạo hóa, Phật tánh, thần thức, linh hồn, vân vân, đều là những trò ảo thuật lừa đảo mọi người mà thôi. Những trò ảo thuật này chẳng có gì thiết thực cụ thể, toàn là ảo tưởng mơ hồ, ảo giác, và chẳng có gì lợi ích cho loài người mà còn làm hại cho con người, tiền mất tật mang. Tóm lại, những gì Đạo Phật đã dạy cho chúng ta tu tập và sống thiện pháp đều nằm trong cuộc sống rất thực tế, cụ thể, thường đem lại lợi ích thiết thực cho con người. Là con người, chúng ta chỉ cần biết sống có đạo đức, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh, thì ngay đó là hạnh phúc, là giải thoát rồi. Còn có gì đâu mà đòi hỏi phải có thần thông, pháp thuật, phải ngồi thiền 5-7 ngày, phải được giảng sanh vào cõi cực lạc, thiên đàng, niết bàn, vân vân. Tu hành theo Phật giáo thì giải thoát ngay liền, không cần chờ đợi không gian và thời gian nào cả.